chào cả nhà nhá. Hiện tại thì Tú đang trên đường từ Mường Tè đi lên đến xã Bum Tở nhỉ. Bản gì nhỉ? Pơ nhỉ? Bản gì xã Bum Tở anh ạ? Bản Trà gì à? Hôm nay thì mình đang hỗ trợ chở em Pơ anh Mí đi trao cái số tiền từ thiện của Má Nhi giúp đỡ cho một số hoàn cảnh khó khăn ở trên bản. Từ dưới đường mà quốc lộ 12 mình đi lên trên đến trung tâm của huyện Mường Tè đâu đó khoảng 70-80 km. Sau đó là từ dưới đó lên trên dưới bản là mình đi khoảng 30 km nữa. Đường đèo dốc quanh co như thế này đây. Và nếu mà đi hết được những cái cung đường của huyện Lai Châu đây này mà đi đến giáp biên giới Trung Quốc thì nó vào khoảng cỡ là từ dưới trung tâm huyện lên đến biên giới Trung Quốc là khoảng 90 km nữa các bạn ạ. Rất là xa luôn. Mình không nghĩ rằng là trong một huyện mà đường mà đi mà xa mà dài như thế luôn. Mà hôm nay mình đang đi trên những cung đường nó rất là quanh co vòng vèo như thế này. Đấy, và đi trên biển mây luôn các bạn ạ. Đây, hiện tại thì mình đang đi trong mây nha các bạn. Đấy, bắt đầu đi vào biển mây luôn này. Rồi ơi, đường là gì mà toàn mây thôi. Nhìn thấy xe động nữa. Cái xe mình đâu rồi? Đây là mình đang hôm nay lại tiếp tục là dùng những thước phim từ trên cao để các bạn xem về những cái hình ảnh mình đi trên cung đường đèo toàn mây như thế này. Bây giờ thì mình đang đổ dốc đi xuống các bạn ạ. Cung đường đèo rất là quanh co. Đấy, và rất là nhiều mây mù phía trước. Lâu lắm rồi mới được đi những cái cung đường đèo mà nó đẹp như thế này đấy. Từ đây đi vào trong bản còn xa không nhà Pơ nhỉ? Từ đây đi vào sắp tới rồi anh ạ. Sắp tới rồi à? Dạ. Công nhận là xa phết đấy. Đường nhỏ. Cái tuyến này thế mà xe khách đi nhiều phết nhỉ? Có tuyến xe khách này đi thu lũ mà anh. Là đi cửa khẩu luôn à? Tết người Hà Nhì diễn ra vào đợt nào ấy nhỉ? Được tháng 12 anh ạ. Tháng 12 dương hay là âm? Dương. Họ ăn theo lịch dương à? Vâng. Uầy, thế à. Mà anh nghe nói con gái Hà Nhì xinh lắm phải không? Ôi, nghe con gái, riêng con trai gái ở Hà Nhì ngay bên, ở bên dưới đều trai xinh gái đẹp đẹp lắm. Có một cái nếp mũi cao đẹp lắm. Năm sau nhớ rủ anh đi ăn Tết trên này nhá. Dạ. Anh em mình sẽ lại tiếp tục sông pha một lần đi xa như thế tiếp. Đấy là em Lai Châu sang là đi tới Thu Lũng là 2 tiếng. Ôi rồi, từ nhà em sang á? Vâng. Thu Lũng mà đi này. Thu Lũng à? Vâng. Là bây giờ là từ Lai Châu hôm qua anh em mình đi lên tới này là 6 tiếng là tới trung tâm nhỉ. Yeah. Rồi bắt đầu từ dưới này lên nữa là tầm 4-5 tiếng nữa. Cũng có lý đấy nhỉ. 10 cho đến 12 tiếng đúng không? Yeah. Vừa đi vừa nghỉ ngơi ấy. Thế là bằng quãng đường mà mình chạy 700 km ở dưới đường bằng đấy các bạn ạ. Nếu mà 12 tiếng như thế là Tú có thể đi từ Sapa đi về đến Hà Tĩnh quê Tú được đấy. Mà quãng đường như thế thì từ dưới nhà Pơ lên trên này là vào khoảng cỡ là chỉ khoảng là như thế là lên đây là 170. Thế thì đi lên trên đến đấy là tầm 260 hay đến 280 km gì đó nhỉ. Từ nhà Pơ lên đến Thu Lũng đúng không? Dạ. Trên thành phố anh. Ừ. Pơ đi từ trên thành phố là mất 12 tiếng ấy. Là đi em đi xe gì, phương tiện gì? Của em là đi cũng là đợt đấy là đi xe với chị Phúc Điền anh. À. Dạ. Đi xe bán tải đấy à? Ừ. Căng nhỉ. Vất vả đấy, cung đường cực kỳ vất vả luôn. Đường xá quanh co nguyên là từ dưới trung tâm của Mường Tè lên đến đây thì mình đi là cứ quanh co liên tục như thế này đấy. Lên hết cái đỉnh dốc với xong bắt đầu là mình bắt đầu là đi xuống là đổ dốc liên tục như này. Xuống dưới chân dốc là tới chưa hả Pơ? Xuống chân dốc là cũng gần tới đấy anh ạ. À. Là bên dốc tầm 6-7 cây. Thế này
mà các bác tài mà đến từ Hải Phòng mà cũng đi giao những chuyến hàng mà đến tận cửa khẩu ở trên giáp biên giới đi những cung đường như này thì các bạn là thấy chạy container là vất vả như thế nào đấy. Đây này, xe tải này. Những xe này thì chở đường này thì cũng dễ, nhưng xe đầu kéo vất vả. Xe đầu kéo mà đi đường này sợ. Đi được hết đấy. Nó nhỏ nhưng mà vẫn đi được ấy. Là đường này lên là cửa khẩu luôn đấy à? Dạ. Ui, bên dưới này có cái hồ hay là sông Đà đây? Sông, sông Đà hay là sông Thường? Đánh sông Đà đấy ạ. Ủa thế à? Đẹp và xanh thế nhỉ? Mùa này là sông xanh biếc này. Ừ. Xanh như ngọc ấy. Đẹp thật đấy. Có nhìn thấy ông Cao Nam Men nhỉ? Nhìn thấy anh ạ, đẹp lắm. Đẹp nhỉ, nhìn ra thung lũng kia, dãy ra dãy núi ra kia kìa, đẹp nhỉ. Thực ra là những cái nơi này ấy, thì khách du lịch sẽ rất là ít các bạn ạ. Cực kỳ hiếm luôn. Là ở đây thì như hôm qua Pơ hỏi là có cái tour người ta đi khám phá đỉnh núi gì nhỉ? Pu Leng à, cái gì? Pu Si Lung. Pu Si Lung à? Ở trên này ấy, Pu Si Lung. Pu Si Lung. Pu Ta Leng là ở bên dưới nhà em rồi đúng không? Là dưới Tam Đường rồi. Lai Châu đây cũng rất là nhiều núi cao nhỉ. Đây bên này này, mình tí nữa đi lên trên này một chút rồi mình sẽ nhìn thấy dòng sông ở bên dưới này. Nước rất là xanh luôn. Thế tí nữa mình có được chạy ven sông không? Có đấy. À thôi, tí nữa là mình xuống tới nơi mình sẽ chia sẻ cho bạn xem một chút ở bên bên dưới nhỉ. Đường này, ui. Nghiêng hết cả người anh Tú ạ. Quanh co uốn lượn như là rắn ấy. Thế này cũng choáng luôn, hơn với quốc lộ 279 lúc đó mình đi sang bên chỗ cầu Bá Uôn ấy. Này còn nhỏ hơn này, quanh co. À không, cũng chỉ ngang bằng quốc lộ 279 thôi. Nhỏ thì không có phải nhỏ hơn đâu. Nhìn đây là thấy cua xuống dưới kìa. Căng phết nhỉ. Đường này mà ai mà say xe đi ở trên này là mệt đấy. Không dành cho người say xe. Nhưng mà xuống nhìn ngang cái này, nhìn dòng sông đẹp lắm. Che hết rồi. Che hết rồi. Đây chỗ này nhìn được anh. Đấy. Đấy. Rất là nhiều đấy. Bên này là cái đường này uốn theo con sông dưới này các bạn ạ. Sông Đà là thượng nguồn chảy về Việt Nam là đến từ Lai Châu đúng không? Có thủy điện Lai Châu ấy. Thủy điện Lai Châu nằm ở đâu em? Sông Đà luôn ấy. À đấy à? Ở trên Mường Tè. Trên Mường Tè luôn à? Đấy. Ở đây là có chít đúng không? À, trong mùa mà bà con lên là hái chít để bán Tết đấy. Ôi trẻ con kìa chạy kìa. Đây, rẽ vào đây anh. Rẽ đây rồi à? Chỗ này bán gì đấy, có ngô lên ngô được không? Không có gì. Ha, chỗ điểm này là thu gom chít thôi. Chứ không có đâu. À, chào các cô nhá. Thu gom mua chít đấy, rồi xe để sẽ đến lấy. Là bây giờ mình đi vào đây là đúng rồi, chuẩn đường rồi đúng không cơ? Đi vào bản đây à? Đây là có con đường bằng bê tông đây nữa. Ven đây là mình nhìn ra bên ngoài kia thì thấy ruộng bậc thang rất là ít. Bà con đang cấy ở dưới kia. À chắc là người ta cả đi hái chít rồi cả đi cấy đấy. Đường đi vào quanh co ấy. Má Nhi về phải xem lại clip của Tú nhỉ. Bơ về gửi cho má Nhi xem ở đường đấy, má thấy đã hài lòng chưa ấy. Số tiền còn lại mang lên đây không còn bao nhiêu nhưng mà cái tình cảm ấy nó là chính, với lại là cái công sức bỏ ra để đi lên đây nó không hề đơn giản, rất là xa xôi. Mình cũng chia sẻ ngắn với bạn một chút về cái cung đường mà anh em mình đang di chuyển lên đến bản, mà nơi mà em Pơ anh Mí sẽ phát quà của bà Nhi gửi đến bà con ở trên vùng cao nhé. Mình đang đi vào con đường vào trong bản thì đường rất là nhỏ, mỗi bên chỉ cỡ được khoảng dư ra đâu đó khoảng 10cm thôi, có những đoạn này không đủ thì bánh sẽ phải lọt xuống dưới bên những cái lề bê tông này. Cameraman quay ra ngoài đường ngoài đấy, rất là sát luôn. Và có đường đi bê tông như này là may mắn lắm rồi nhé các bạn nhé, chỉ sợ là đi toàn đường đất thôi thì nó còn khó khăn hơn nữa. Vẫn có đường để mình đi là hạnh phúc rồi chứ thật sự ra. Cái bản xanh xanh như thế là cơ bản. À đấy à.
Ui, chỗ đoạn này đất đai này không biết đi kiểu gì đây. Ui, căng nhở. Ui, căng phết đây các bạn ạ, xe dẫn động cầu trước. Ui, may quá vẫn lọt qua được. Đây người ta chở rau hay chở gì đây, à chít chít chít, chở chít đi bán này. Đang mùa chít, bà con hái chít nhiều. Kính chào quý khách bản Trà Dì, xã Bùn Tở nhá. Đây là các bạn có thể xem trên kênh của Bếp Trên Bản để xem mà biết là các hoạt động của các em trên bản như thế nào nhá. Ở đây bà con phơi cái gì đây pơ này? Cá khô à? Cá chắc bắt ở suối về phơi lên này ăn à? Sao còn xương này? Không phải đâu. Để tí hỏi trưởng bản xem. Đây, anh em mình tới bản này. Rồi bà con đang đi cõng chít về đấy, đợt này mùa này bán đấy. Hình như được 4.000 một cân hay sao ấy. Cái này cân chít tươi 4.000 cân ấy. Để thử hỏi xem. Rồi, đây đội trên đầu này khỏe chưa này? Nặng thế. Bơ thử hỏi hộ anh em. Ui, đây là đời sống của bà con ở đây đấy. Các bạn nhìn là nhà rất là nhỏ rồi, khó khăn đấy. Rồi, mình phải vào bếp để làm thịt rang này. Lâu lắm rồi mới rang thịt bếp củi như này. Rang nó chảy mỡ ra luôn, đây làm thịt rang cháy cạnh. Trong lúc bây giờ thì ở bên ngoài là bơ ai mí đang phát quà cho bà con. Đấy. Thì mình sẽ rang thịt. Bên ngoài bà con tập trung đến đây. Có rất là đông đúc, bà con khó khăn ở trong bản và trẻ em bánh kẹo cho trẻ em nữa. Ngày mai thì anh em mình sẽ về rồi sẽ đi lên một bản rất là đẹp, đó là bản Xin Suối Hồ, sau đó là rồi về Sapa là cũng chuẩn bị là chia tay nhau. Mình sẽ về quê nghỉ ngơi ăn Tết. Hơi khó chảy mỡ. Đang đói này. Anh thích ăn thịt rang cháy cạnh này. Đây chưa được cháy cạnh cho lắm thì rang bếp lửa nó không được giống như bếp ga lửa nó to ào ào ấy. Giờ thế này là vừa phải. Em người mà vừa phải luôn này. Còn cào hết ruột gan lên rồi anh. Đấy, vừa phải không? Đói quá, ngon nhỉ. Đấy. Thơm đấy. Giờ là cameraman của Phú là đang thể hiện món trứng rán nhá. Đấy, cầm cái giấy ở sân này. Giả mỡ thì nó phồng lên, nó không bị dính chảo nhá. Đấy, thể hiện thế mà có được không nào? Bảo để em làm xem có biết làm không? Xong rồi cuốn lại hay thế nào? Để cho nó già tí anh em cùng tí mình quấn lại lần.
to quá nên phải cắt đôi. Đằng nào cũng ra đĩa phải cắt. Trông hấp dẫn không anh chú? Được. Cũng được. Nói chung là điều kiện ở trên bản là nấu được cái này là được rồi. Xong rồi tính nữa là sẽ rang gà. Sáng nay thì mình đưa mấy chị em là lên trên bản xong, thì sau khi ăn trưa ở trên bản rồi làm xong những cái công việc cần thiết ở trên kênh bếp trên bản, thì bây giờ anh em mình sẽ đi về Phong Thổ để ngày mai mình sẽ đi bản trên xin suối Hồ. Bây giờ là chị em ngủ đằng sau rồi các bạn ạ. Đấy, còn mình thì chạy xe tận dụng mọi thứ để làm cái chắn nắng. Bây giờ thì sẽ là bắt đầu lại một quãng đường dài nữa, khoảng cỡ 70 km, ra tới Ba Tần là ra tới đường quốc lộ 12. Tối nay về Phong Thổ mình cũng sẽ quay chia sẻ chút ăn tối cùng với các em bếp trên bản, rồi sẽ là kết thúc video tại đó nha cả nhà. Đi qua quán cơm Thịt Nở trên Sơn qua cả nhà, tên độc lạ đấy. Qua rồi cái sao anh ạ? Cơm Thịt Nở trường hay. Trưa hôm qua anh em mình ăn cơm đấy. Đấy, đúng vào dịp mà kỷ niệm 75 thành lập Đảng bộ Lai Châu. Bác nào đi giữa đường nhỉ? Không thấy có gì bán gì nhỉ? Quả kia mình mua ăn này. Đây cũng vắng vẻ cũng nhận. Đây, đây có quả này, quýt này, cam quýt này. Cái cam quýt đi. Nghe cam quýt cái là có người tỉnh dậy luôn rồi đấy. Bây giờ là anh em mình đã về tới trung tâm của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Thì tối đói quá đi ăn thì không biết lựa chọn gì cả, ăn đủ thứ rồi. Trong chuyến đi này thì ăn cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ ở đây cũng không có nhiều đồ ăn. Nói chung là những món như cá tầm, cá hồi thì anh em mình ăn quá nhiều nhỉ. Bây giờ thì sau lưng đây có mấy cái quán ở phố đi bộ à? Đây là phố đi bộ ấy. À. Anh em mình vào đây để cho các em xem mấy món đồ nướng hay gì, thích ăn cái gì thì ăn đấy. Quán nào? Anh em mình là mỗi người một phong cách nhỉ. Ừ. Bên này là mùa hè. Bên là phong cách để. Mùa thu, còn đây là mùa đông mà kiểu không độ ấy. Cao cổng kiến tường. Đây này, xem chỗ nào quán nào nhiều ấy ăn đi em. Ừ. Thấy có bán nhiều ấy ăn này. Nhiều đồ này. À bên em ơi, có gì đây? Cái đây là cái gì nướng đây? Chân gà. Ừ. Cho em một đĩa chân gà nhé. À anh cho anh một đĩa chân gà nhé. Chân gà này bán đĩa thế nào em? Như cái này này. Rồi một đĩa như này bao nhiêu tiền đây? Cho anh hai đĩa như thế này nhá. Rồi sụn này. Rồi sụn này, lòng nướng này. Rồi có những cái gì ở đây em nướng cho anh hết, trừ mấy cái này ra. Cái này nướng không? Xiên này bao nhiêu tiền đây ạ? À? Một xiên bao nhiêu vậy anh chị? 10.000 một xiên à? Cho anh một cái khay ở đây. Cái đồ này thì mình phải lấy khay theo khay. Này là cái gì? Phong câu. Phong câu. Này cuốn rau câu này. Thấy phong câu này, xong nghỉ đúng không? Nhặt đi em, nhặt đi. Đây, đó em mang này. Đấy. Em mang xúc xích. Đấy. Hôm nay đưa giống như kiểu là một người anh đưa các em đi. Cái này ăn long này, rau này, long này. Đây là cái này nữa gì? Đấy, bếp tên là nhà đi. Có nhiều quá không anh? Không, ăn thoải mái đi. Đấy. Làm hai cái này nhá. Ừ. Cứ ăn thoải mái, bếp tên là nhà đi. Cái này là cái này. Lấy vừa anh ạ. Ăn bao nhiêu mình ăn? Ăn xong rồi mình lấy tiếp nhá. Đây cái gì đấy? Xong mình ăn hết. Miếng gì nhỉ? Dạ dày à? Cái này là cái gì anh? Dạ dày. Dạ dày ăn được đấy. Ừ. Dạ dày nướng ăn được đấy. Đây, nướng cái này trước nhá. Chọn thêm miếng dạ dày. Đây. Cái này ăn luôn hay là nướng? Nướng chứ.
Khi nào cũng phải nướng hết. Chân gà cho hai đĩa nhá. Chuyển ra đây quay góc đằng trước đi. Năm nay em bao nhiêu tuổi đấy em? Bố em đằng sau ấy à? Anh năm nay bao nhiêu tuổi anh? 48 à? À thế à? Cũng nhìn anh tưởng là có 38 ấy mà thế là anh cũng con gái 18 là 30 tuổi nhỉ? Con gái là 18 à? Trẻ nhỉ? Bé đằng sau cũng xinh gái. Ừ, đây bé đằng sau là bao nhiêu nữa anh? Đằng sau 2.7. 2.7, đây. Bỏ đây nướng cho chú nhá. Rồi thêm hai đĩa chân gà nữa bé nhá. Ừ. Trời này ăn đồ nướng thì tuyệt vời nhỉ. Ừ. Anh em mình ngồi ở đâu bây giờ? Cho các em chọn đi. Cái bàn kia rộng rộng đi. Hơi bị đói đấy. Đây, kẹp mà lòng với thịt vào trong cái vỉ mình nướng đây đúng không? Cho chân gà nướng cho chú luôn nhé cháu nhé. Bố này cũng rất là kiểu là thoải mái. Bảo là các chú cứ quay thoải mái đi. Đứng vào đây cho các chú quay TikTok. Lại còn khuyến khích luôn đấy chứ vậy. Đây là kênh YouTube anh ạ. Vâng. Xe đầu kéo vlog. Em xem có một lần em xem rồi à? Xem tập gì? À thế à? Đã từng xem qua rồi à? Không nhớ thì hôm sau nay về follow lại xem lại nhé. Mấy hôm nữa thì lên thấy lên sóng. Đây là chỗ này là gần với lại phố đi bộ của huyện Phong Thổ nhỉ. Quán này là Song Nhi Quán. Song Nhi Quán tức là nhà có hai cô con gái này. Đấy. Thế là nhà anh ngoài ra có thêm mấy cô nữa, con gái nữa? Hai gái một trai. Hai gái một trai. À. Thế là giống nhà em nhá. Nhà em là cũng hai gái một trai. Trai thì bây giờ là được 10 tuổi rồi. Vâng. À, chênh nhau 18 năm là con trai là cố đấy. Vâng. Quý tử đấy. Con gái cũng quý mà anh. Em thấy con gái rất là tình cảm. Đấy, rất là chịu khó. Thế là có một cháu nữa là lấy chồng rồi à? À. Vâng. 202 là năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? À, 20 tuổi à? 22 tuổi rồi. Vâng. Còn đây là cháu thứ hai à? Hai đĩa chân gà nhỉ? Vâng, hai đĩa chân gà đấy. Đấy đây. Còn em mình ăn uống biết tiền này nhè luôn. Vâng, cứ hai đĩa chân gà cho em. Các em thích ăn bao nhiêu cứ nướng thoải mái. Vâng. Cái này nướng có lâu không em? Mấy phút là được đúng không? Thế này cũng cơ bản là gần chín rồi đúng không? Ừ. Đúng rồi. Đấy, góc này nhìn thôi. À, gần có đồ ăn rồi cả nhà. Chắc là tối nay làm lon bia cameraman, tối hôm nay lái xe về nhá. Rồi. Hấp dẫn quá. Ngoài ra nhà mình còn có gì ăn nữa không em? Cháo à? Có cháo gì? Cháo thịt băm hay cháo trứng à? À rồi, tí nữa đói đói làm cháo thịt băm đấy. Thế em năm nay đã có người yêu chưa? Chưa có à? Nhìn xinh này mà chưa có người yêu ấy. Chắc là nói dối ấy. Thế bố em cho phép là năm bao nhiêu tuổi lấy chồng? Năm nay 18 tuổi là đủ tuổi lấy chồng ấy. Chắc là bố cũng thoải mái đúng không? Cứ gặp người hợp lý, hợp duyên là được đúng không? Đấy, có anh nào đi qua huyện Phong Thổ ấy, thị trấn Phong Thổ thì hỏi đến cái khu phố đi bộ.
của huyện Phong Thổ rồi tìm đến quán Song Nhi nhé. Tối nào em ngồi đây nướng và quán thì rất là nhiều đồ ăn. Đấy. Trận gà nướng này. Đây cũng là một trong món mà mình cũng rất là thích này. Nướng than này thì ăn rất là ngon này, lâu lâu cũng chuyển sang ăn mấy cái món dân dã như thế này. Đây là thịt nướng này, thịt cuốn với rau gì đây anh nhỉ? Cải mèo. Cải mèo à? Và còn bên kia là lòng nướng với lại ba chỉ với lại dạ dày. Ngày mình bán này có được nhiều không anh? Tùy hôm à? Vâng. Em ăn cơm tối chưa em? Nhà em chưa. Thế mấy giờ mới ăn tối? Một lát nữa là ăn à? Tranh thủ nướng rồi ăn à? Chịu khó đấy nhở? Mới 18 tuổi đã. Thế em nướng cho bố em từ năm bao nhiêu tuổi đến giờ? Lớp 6, lớp 7 đã biết làm việc nhà đấy à? Đấy, anh em mà sau này lấy vợ là phải chọn những cô gái mà chịu khó như này này. Đã có sẵn nghề nghiệp về công thức nấu nướng rồi. Vâng, uầy, làm đến 7-8 giờ mới đi học. Vâng, vâng. Tóc dài nữa này. Đấy, cái này nướng gần được chưa nhỉ? Cái này chắc nhanh nhỉ? Chân gà là mình nướng qua lần rồi đúng không? Bây giờ chỉ nướng lại lần nữa là ăn thôi. Em tên là gì đấy? Nhi à? Tên Nhi luôn à? À rồi, cảm ơn em nhé. Bây giờ anh cũng đói bụng rồi nên là anh đi vào để ăn đây. Anh ơi, anh ơi, cho em mấy lon bia Hà Nội với. Ờ, cái này có bát đũa gì không nhở? Hay là cứ thế? À đây à? Đồ nướng à? Đây, nhìn cái chén nước chấm nhìn hấp dẫn phết nhở? Thơm ấy. Nhìn trong này có cũng gọi là gia vị như kiểu là mắc kén hạt dổi này, rồi rau thơm này. Tỏi này, ừ. Ngon đấy. Ngon đấy. Đây, bây giờ mình sẽ ăn gói luôn đi. Anh em mình dùng đi em, tự nhiên đi nhá. Ai thích ăn cái gì thì chiến cái đấy nhá. Bia lạnh không bé? Lạnh lạnh anh ạ. Lạnh là được. Hôm nay mình phải nhờ cameraman để quay giúp rồi lái xe về. Mình cũng thuận lợi chuyến này có em Sơn đi thì em cũng lái xe rất là chuẩn ấy. Nên là cũng yên tâm hơn, thỉnh thoảng hai anh em thay nhau. Đó, còn thiếu một lon nữa em. Anh Sơn là chỉ có kinh nghiệm lái xe 10 năm. Nên là cũng tiện. Nào. Nhưng mà ăn trước đi em, từ từ rồi uống đi. Ừ, từ từ uống đi vì cho nó có cái nó lót trong ruột đi. Anh nha, mời các em nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà em nha. Em mời anh ạ, à, em mời chị. Sẽ gói ăn cái này vào đây. Mời cả nhà nha. Sẽ gói rau ăn. Đây là cái thịt cuốn với nấm này. Cái nước chấm này ngon đúng không anh Mí? Công nhận là cái món nướng này rất là quan trọng về cái nước chấm. Trong quán ấy là hầu như có món gì thì anh em mình cũng gọi gần như là hết đấy. Cái này gọi cái gì? Đây là chả cá anh. Chả cá à? Anh ít khi đi ăn vặt đúng không? Đúng rồi. Đây là những đồ này như đồ ăn vặt rồi đúng không? Nghe đồ ăn vặt là hay ở cổng trường anh ạ. Ừ. Thử món đây là cái gì đây? Thịt nướng à? À, cũng đầy đủ thêm cả dưa chuột này. Rồi xoài này. Đây là dạ dày này. Bây giờ làm đôi này thì thôi mình ăn cả đôi luôn đi. Ăn được không ạ Yến? Cái chân gà này. Ngon ạ. Chân gà ngon á. Mình di chuyển từ trên huyện Mường Tè về ai cũng đói. Chẳng đói ăn gì cũng ngon. Thế bây giờ uống được chưa? Nghe ăn gì cũng ngon luôn á. Yo. Mời cả nhà. Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành công việc của Mã Nhi giao cho. À. Cảm ơn anh Tú rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh Tú nha.
hộ tống các em mà hoàn thành trong công việc thì anh cũng rất là vui. Vì thực sự ra thì bây giờ mình không có nhiều của để cho đi như Mã Nhi thì mình sẽ lại có công sức như các em ấy. Anh em mình là giúp công sức để mà hoàn thành tốt cái công việc mà hôm nay thì tất cả là nhờ anh Tú ấy. Thôi mình mới thuận lợi như thế. Nếu mà không có anh thì các em chỉ vất vả hơn một chút thì sẽ phải đi xe khách lên thôi. Không có gì khó khăn quá đâu. Chẳng qua là tiện anh ở đây thì anh em mình cùng nhau đi cho nó vui thôi. Đấy. Đây là cái gì đây? Chân gà. Chân gà đây thì họ rút xương hay sao nhỉ? Phải không? Có rút xương rồi ạ. Lâu rồi, không ăn rồi, không ăn rồi. Em cũng thử chân gà thôi. Ngon đấy. Cái này cũng tươi đấy, đồ này của họ, chân gà các thứ cũng tươi. Như là có em xinh gà nướng nên là nó ngon hẳn. À đúng rồi, có Nhi nướng là ngon hẳn đấy. Tên rồi à? Ừ, anh hỏi nhá. Song Nhi rồi trùng với tên quán luôn. Tên là Song Nhi. Đấy, anh em nào mà tìm Song Nhi thì cứ đến với quán Song Nhi luôn. Phố đi bộ. Tại huyện Phong Thổ là một huyện xa của Lai Châu ấy. Đúng rồi. Nên là ở đây là ít quán ăn cả nhà. Xa nhất thì phải nói đến là Mường Tè. Đi một lần là nhớ luôn đấy. Rất xa luôn. Nhớ cả đời. Nhớ nhất là các cô gái chàng trai ở trên Mường Tè. À đúng rồi, cái đấy cũng rất là nhớ. Khi mà mình được nắm tay mấy cô gái xinh đẹp mà đi múa xòe cũng rất là hay. Anh em mình vô tiếp đi. À, anh mình khát nước đi sao? Anh khát rồi, chưa đủ cốc nước. Bên ngoài ra đây còn gì nữa không nhỉ? Lanh quanh mấy món như là xúc xích này, rồi chả cá này, rồi tôm này, rồi thịt này, thịt cuốn này, thịt cuốn với rau cải nướng này. Chắc là trước khi anh về hôm nào anh phải lên trên quán nhà Pơ Ai Mí phải ăn thêm một bữa nữa. Dạ. Nướng vặt vặt dưới lại là em cũng đồ nướng này đấy ạ. Rồi ăn khoai ăn ngô hay thôi. Dạ. Trứng nướng nữa, xích chả cá. Cơm lam trứng nướng trên cầu kính rồng mây. Đã. Cầu kính rồng mây còn có các trò chơi mạo hiểm, anh chơi chưa? Anh xích đu tử thần này. À đấy à? Vâng. Anh chỉ đi cầu kính thôi, anh chưa chơi mấy đấy. Chắc khi nào có dịp anh cho mấy bé nhà anh đi. Tưởng ba bé này. Cho à, con trai con gái anh. Lên trên cầu kính. Đúng rồi. Hè năm nay. Anh nghĩ là hè anh đưa các bé lên chơi đi. Chân gà ăn được nhỉ? Em thì thích ăn cái cuốn rau cải mèo này, nó có hơi hăng hăng ấy. Không biết là có hợp khẩu vị đồ ăn và hợp khẩu vị anh không, chứ bọn em là giờ các bạn trẻ là tối nào cũng hay đi ăn cái thứ ấy. Nhà em nướng rồi. Đấy à? Ăn được ngay rồi. Dạ. Anh cũng quen ăn đấy. Còn em ở Lào Cai hay đi ăn ở Lào Cai. Em chợ không biết à. À, Lào Cai có chỗ đồ nướng ngon lắm, nó nướng theo kiểu gần giống Trung Quốc ấy. Vừa ngon. Dạ. Quán đấy ăn nó hơi cay cay the the tí, ăn ngon lắm. Họ nướng xong họ tẩm thêm cái ớt bột vào nướng tiếp lần nữa này. Dạ. Ăn rồi nước chấm. Thì bên đấy chị ấn, chừng... em ấn tượng như là ớt bột đấy. Nó đúng rồi. Yến nói ra thì anh nhớ là anh đã từng ăn cái quán nướng đấy rất là ngon, nhiều đồ ngon lắm. À. Quán rất là nhỏ thôi nhưng mà đông lắm. Ủa, nhạc xung quanh to quá. Bây giờ thì xung quanh họ mở nhạc cũng hơi to ấy, nên là anh em mình cũng uống lon bia này nữa rồi sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Thì ngày mai là mình sẽ đi lên một bản nữa cũng rất là đẹp của Lai Châu. Sau đó là chắc là anh em mình cũng chuẩn bị chia tay rồi, còn lại 1-2 ngày nữa là chia tay thôi các bạn ạ. Mình cũng về quê ăn Tết, rồi anh em mình mỗi người sẽ là có một kế hoạch riêng. Rồi bây giờ là mình dô cái nhá. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng anh em mình trong những chuyến đi vừa rồi. Bây giờ thì Tú cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Các bạn yêu mến Bếp Trên Bản thì hãy ủng hộ cho Bếp Trên Bản với những sản phẩm là nấm ương này, rồi mắc kén hạt dổi, rồi miến rong tam đường này. Số điện thoại bao nhiêu em nhỉ? 0923456766 ạ. Và còn có cả thịt trâu gác bếp nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Những đặc sản Tây Bắc. Còn số điện thoại của Tú để đặt trà Thái Nguyên, trà cà gai leo là 0911012239. Xin cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà nhé.